Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Lục Đạo Luân Hồi. Chúng sanh, sanh rồi lại chết, chết rồi lại sanh, cứ luân chuyển trong vòng lục đạo luân hồi. Hòa Thượng đã từng nói, các vị tuyệt đối không thể hoài nghi về lục đạo luân hồi. Nếu các vị nghi ngờ, thì các vị không cần phải tin Phật. Chẳng lẽ Phật nói lục đạo luân hồi là để gạt các vị sao? Nếu các vị có được ngũ nhãn lục thông, sẽ thấy lục đạo luân hồi rất rõ rệt. Hòa Thượng kể, 1. Heo con tự nguyện đói chết. Ở thành phố Harbin có một thầy bị bệnh. Một ngày nọ, thầy cảm thấy mình bị chết. Linh hồn đi đầu thai ở một chỗ cách chùa không bao xa. Đầu thai làm gì đây? Làm con heo. Vừa thấy mình là thân heo. Heo, thầy đó không chịu bú sữa nên đói chết. Hồn liền trở về thân của thầy và sống trở lại nói, hồi nãy tôi mới đi đầu thai làm con heo đó. Người bên cạnh hỏi, thầy làm heo ở đâu? Thầy đáp, hiện tại tôi cảm thấy đã hết bệnh rồi, để tôi đưa thầy đến đó coi. Nhà nọ có một con heo sinh ra 7 heo con. Tôi là một con trong số đó. Tôi cố ý không bú sữa nên bị đói chết. Các thầy khác bèn đi với thầy đến đó xem. Quả nhiên nhà ấy có con heo nái sanh ra 7 heo con. Trong số đó có một con heo con bị chết. Đây là kinh nghiệm của vị thầy này. Tôi cũng biết vị thầy ấy. 2. Chó con đầu thai làm vợ lắm nỗi phiền. Tôi nhớ hồi ở Đông Bắc có một người đóng kịch. Vì có chút thông minh nên ông ta học được nhiều vở tuồng. Ông ta là nghệ sĩ và rất yêu thích một con chó. Con chó đó kiếp này lại là vợ của ông ta. Từ sáng đến tối, bà thường hay gây gổ với ông, giống như chó con kêu la tru tréo. Cả ngày bà kiếm chuyện làm ông dở khóc dở cười. Nếu nói con chó, bà vợ la lối ôm sòm, nhưng nó lại nói là giỡn chơi. Còn nói là nó đùa giỡn thì nó nói là thật, chứ không phải giỡn chơi. Cho nên không biết phải làm sao mới vừa lòng. Ông ta nói với tôi là vợ ông quá ư phiền phức, suốt ngày làm phiền ông. Ông muốn tu hành nhưng bà ta không để cho ông tu hành. Tôi nói, tại vì ông không có định lực. Nếu ông có định lực, bà ấy sẽ bỏ ông ngay. Khi bà ta gây sự với ông đừng lên tiếng. Cho dù bà có làm lớn chuyện tới đâu, ông cũng nên mặc kệ. Tới lúc hết duyên thì phân tán, tự nhiên sẽ chấm dứt. Ông ta nói, thật vậy sao? Tôi nói, ông thử coi xem sao. Thế là ông tu hạnh nhẫn nhục ở trong nhà. Ông tu được 3 năm công phu nhẫn nhục. Vợ ông cũng cãi cọ với ông suốt 3 năm. Kết quả bà ta qua đời, không còn như chó sủa cấu xé ông nữa. 3. Ông Lưu Tay Heo ở Đông Bắc. Ở huyện Du Thọ, Đông Bắc, có ông Lưu Tay Heo. Vì tay của ông giống như móng heo. Ông Lưu nhớ được những việc xảy ra trong 3 kiếp trước của ông. Lúc đầu ông rất hiếu thuận với cha mẹ. Về sau ông đầu thai vào một gia đình rất giàu có. Cha ông hơn 40 tuổi mới sinh ra ông. Ông kết hôn lúc 13 tuổi. Ông cưới một người vợ, và vợ lớn hơn ông ta 1-2 tuổi. Tuy cha của ông đã hơn 50 tuổi, nhưng cũng vẫn chưa đoạn tính dâm dục, nên cưới thêm một bà vợ nhỏ. Bà vợ bé với con dâu có tuổi tác xấp xỉ với nhau. Ông Lưu cưới vợ lúc còn thiếu niên, và không đầy 2 năm thì sanh được một đứa con trai. Khi con của ông ta đến 13 tuổi, ông lại cưới vợ cho nó. Con dâu lớn hơn con trai của ông vài tuổi. Qua vài năm sau, cha mẹ ông đều qua đời, và vợ bé của cha vẫn còn sống. Ông thấy mẹ kế có sắc đẹp nên lấy bà ta. Đến lúc ông 27-28 tuổi thì con trai ông chết. Ông thấy con dâu cũng có nhan sắc nên lại dâm loạn với nàng dâu. Đến lúc ông ngoài 40 tuổi, ông đột nhiên tỉnh ngộ, nghĩ rằng, ôi kiếp này sao tôi tạo quá nhiều ác nghiệp như vậy. Lúc đó ông ta mới học Phật tụng kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, trì tụng được mười mấy năm thì mất. Lúc đó ông đã 50 mấy tuổi. Vua Diêm Vương thẩm vấn ông: vì sao ông làm nhiều nghiệp ác như vậy? Nay đáng phải bỏ ông vào chảo dầu chiên mới được. Đoạn bảo hai con quỷ đến bắt ông bỏ vào chảo dầu. Lúc đó bên cạnh Diêm Vương có một vị thẩm phán quan nói: không thể được. Diêm La Vương hỏi: tại sao không được? Phán quan nói: vì ông ấy đã tụng kinh Kim Cang, trong bụng ông ấy có kinh Kim Cang nên không sao chiên được. Ngài nên bảo ông ấy đi đầu thai trước, đợi khi kinh Kim Cang hết rồi mới bỏ hắn vào giạc dầu sao? Do đó Diêm Vương cho ông ta đi đầu thai làm người. Kiếp này ông ta sinh ra trong một gia đình nghèo khổ. Từ bé là đã rất tham ăn, ăn đến nỗi bụng phình trướng to thật to. Đến 5 tuổi thì ông bị bệnh chết. Ba má của ông thấy bụng ông như vậy nói: ồ, bụng của nó sao mà lớn quá thế, không biết trong đó có cái gì. Họ bèn mổ bụng ông ra xem thì thấy có thỏi gạch cứng như đá kim cang ở trong đó. Quỷ đứng kế bên bèn đưa ông ta đến vua Diêm Vương. Vua Diêm Vương nói: bây giờ hãy bảo ông ấy đi đầu thai làm heo trước. Ông ấy lại đi đầu thai làm heo, được người ta cho ăn béo phì, sau đó bị giết, trở về địa ngục. Lần này vua Diêm Vương muốn lấy chảo dầu chiên ông thì ông ta nói: ngài không cần phải chiên con, xin hãy cho con đi làm người, và cho con giữ lại một cánh tay heo làm bằng chứng, để con khuyên người thế gian đừng tạo ác nghiệp. Vua Diêm Vương nói: vậy cũng được. Rồi cho ông đầu thai trong gia đình nhà họ Lưu. Vì bẩm sinh có tay móng heo nên đa số người ta đều gọi ông là ông Lưu Tay Heo. Tôi cũng gặp qua người này và nói chuyện rất lâu với ông ấy. Ông ta nhớ rất rõ những việc ông ta đã làm trong quá khứ. Ha ha ha,